Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em mấy con máy sới thùng phi, người ta thường gọi là máy sới thùng phi. Nói chung là cái tên của nó là nông dân thường gọi là nó như vậy. Máy này của hãng Mitsubishi, máy lưỡi lá mít nha anh em, máy thùng phi lưỡi lá mít. Anh em nào có xài rồi thì cái dòng này rồi thì nhìn nó sẽ biết. Đây một con máy nó nguyên 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 trạng nguyên bản, nói chung là còn gần như là mới toàn diện hết, mới theo kiểu máy bãi nha anh em, chứ không phải là mình nói mới mới, mới như máy mới là không đúng. Đó, máy bãi thì nó gì đó, nó chỉ vậy thôi, là máy nước sơn zin toàn bộ, nói chung là 100%. Là anh em nhìn thấy đang thấy đó là nó zin toàn bộ nha, mình không có sơn tốt gì lại cái phần nào hết đó. Anh em thấy không, một con máy rất là chắc, nó thật sự con máy rất là chắc, rất đẹp. Máy của hãng Mitsubishi, đây hãng Mitsubishi, anh em thấy rõ không? Đó. Máy này nó 180 GB, 180 có nghĩa là máy này công suất nó là nó đạt nó ghi ở đây là, nói chung là con máy này là nó cái thông số của nó là 180, anh em biết đó, nó trên 6 ngựa đó. Nó gần như là 6.5, thì anh em biết cái thông số thường thường á là 30 là một ngựa, thì anh em cứ nhân lên ha, 30 một ngựa thì 180 đó. Là 3 lần 6 18. Nói chung là khoảng 6 ngựa, nói chung con máy này 6 ngựa. Thì anh em cứ cứ tính toán, nói chung là thì nhìn con máy thì sẽ biết 180 con máy 6 ngựa. Rồi, anh em thấy tất cả bình bình này là bình nhựa nha anh em. Nó rất là hay, một là nó giải nhiệt xăng, nó không có làm nóng xăng được. Nó hay hơn cái bình sắt ở chỗ đó, với lại là nó đặc điểm là nó không xét, không mục mọt gì hết. Còn đồng hồ đây là đồng hồ báo xăng nó đây. Mọi thứ còn rất là hoạt động tốt. Còn cái bô nó này anh em thấy không? Cái bô này đặc biệt là cái bô nước sơn zin đó nha, mình không có tốt hay là gì lại màu đen hết. Đó, đấy. Nó loại sơn chống nhiệt cho bô đó, nó vẫn còn. Còn các thứ nói chung là nó zin toàn bộ hết, anh em nhìn trước trước mặt anh em đó là zin toàn bộ đó. Còn cái bình đề, cái pin đề của máy nó đây thì mình đã để cục pin thay thế cục pin khác vô, tại vì lý do là cái máy bãi nó để lâu, nói chung là pin đó, ắc quy thì anh em biết đó, cái loại pin đó thì không thể là nó theo suốt với cái máy hoài được, nó bền theo suốt cái máy hoài được, nó có thời hạn thì nó sẽ chai hoặc là nó hư, thì ắc quy giống như xe máy đó anh em biết á, mình sẽ lắp cái ắc quy mới khác vô cho anh em, cái đó cục pin đó gọi là pin đó, rồi nó chạy nó tự sạc. Cái máy này máy đời, cục đời nó đây rồi nha, đời nguyên bản zin nó luôn. Nó rất là hay, nhưng mà con máy này thì anh em giật thì nó rất là nhạy, nó giật hay muốn giật muốn đề thì đề, còn phần đề nó đây nè, anh em mở công tắc quan đây là bắt đầu bấm đề, chút mình sẽ làm thao tác đó cho anh em. Còn nút đề nó thiết kế kế bên đây phần này, còn cái đây là tay ga, còn số của máy đó đây anh em cứ đây cứ đưa lên này,
đó là chạy tới chạy lui, rồi thì đưa lưỡi quay quay lùi thì đưa qua đây, nó chạy tới quen đảo lưỡi đó, đảo ngược đảo xuôi đó, tới thì cái lưỡi, như vậy là cái lưỡi nó quay tới, còn em gặp qua đây là nó vừa đi, nó bánh nó vừa đi, nó vừa đi lưỡi nó vừa quay luôn, là nó quay tới, còn em xuống dưới đây gạt qua đây, bánh nó cũng vừa đi mà nó vừa đó, nó vừa đi mà nó vừa đảo lưỡi lại, còn em đưa qua đây thì nó chỉ lưỡi thôi, qua đây bánh nó vừa đi, để hồi mình khởi động số 1 số 2 nó đây, 1 2 lùi, số lùi đó, anh em thấy không, nói chung là thang máy đang đậu vậy chứ vô rất là ngọt. Còn cái này cái tay nè, anh thấy không, mình quay cho rõ ha, anh em cứ bóp xuống vậy là bắt đầu đi, anh em buông ra đã ngưng toàn bộ hết. Còn cái tay này là cái tay, thường thường mấy cái máy khác nó thiết kế là cái chuyển hướng, nhưng mà con máy này anh em để như vậy, anh em để như vậy thì anh em quay qua quay lại gì nè, nó nè anh em thấy không, quay qua quay lại thoải mái nó như rất là nhẹ trong khi mình lái. Còn anh em gài xuống dưới này rồi, cái máy này nó sẽ cứng lại, nó giữ đường thẳng luôn đó, anh em hiểu không, đưa xuống đây là nó giữ đường thẳng luôn, anh em không thể xây được, muốn quay đầu thì phải trả lại đây, là bánh nó tự do, hai bánh nó tự do, nó riêng biệt đó. Còn để xuống đây nè, nó không bao quay quay được, nó giữ thẳng hàng, nó hay cái đó rồi, thì nó chỉ vậy thôi đó. Rồi mình sẽ đưa xuống dưới này cho anh em xem, máy này thiết kế rất là hay, nó cái dè nó ngoài sao nè, cái dè này, cái dè này dè sắt, thì lúc mình xới đó là nó sẽ dưới cái này, nó dùng cái mấy cái răng này nè, nó sẽ cào bằng, nó phả bằng cái mặt liếp mình luôn, cho nên mình còn khỏi đi 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 dùng cuốc để ban lại cho nó giống như mấy con máy kia, không không có đi sửa lại, tại vì này nó vừa chạy vừa 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 gạt đất luôn, gạt trang cho bằng luôn. Đây lưỡi lá mít nha, đó lưỡi nguyên bản nguyên trạng, ốc này là ốc viên của nó toàn bộ nha anh em, cái nào còn vàng thì mình để vàng nè, còn cái nào thì nó hơi dĩ dĩ đen á, thì mình cũng nói chung là nó thì nguyên bản đó, nói chung con máy đây là nguyên bản hết, anh em thấy nước sơn bên trong nó vẫn còn đó. Là mình đo lưỡi này cho anh em xem, anh em để ý cái kích thước mình đo ha, để tránh cái trường hợp lúc anh em nhận máy nó nói kích cỡ nó máy nhỏ hay máy lớn gì đó, để mình đo mình nói luôn. Cái đường đi của nó đây thì thường thường cái thùng của nó, cái lưỡi nó nhiêu là thùng nó cũng sẽ vậy nè, để mình đo cho bạn nghe kia nè, là 5 tấc rưỡi đó, đường đi nó 5 tấc rưỡi. Còn cái bánh bánh nó thì nói chung là cũng tương đương với cái thùng thôi đó, nó bề ngang nó là 5 tấc rưỡi cái đường anh em xới. Còn chiều dài, để mình đo chiều dài của cái máy cho anh em xem, dài của máy nó đây, tổng chiều dài của cái máy tới thùng xới là đây nè, tới đây thì 1 mét, 1 mét, nói chung là nói cho nó rộng rộng rãi chút là 1 mét mốt. Còn luôn tới cái tay nó, luôn tay nó là 1 mét rưỡi nha. Đó, cái tay múc luôn, cái nói chung nói tính toàn diện chiều dài của con máy 1 mét rưỡi. Còn chiều cao của nó đây tới cái bình xăng, từ đất tới bình xăng là nó 7 tấc, nó 7 tấc là 70 phân. Rồi nói chung mình cũng khá chi tiết tổng quát về con máy, con máy này muốn giật là giật đời đời nha, nó có giật đời luôn. Rồi mình sẽ đầu tiên mình sẽ giật cho anh em sẽ tham khảo đó. Số anh em để ngay đây nè, ngay điểm giữa nè, mấy cái dòng máy khác thì anh em để ngay giữa nó như vậy hoặc vậy thì nó sẽ ấy, còn cái này nó thiết kế cái này là nó ngay giữa thì nó sẽ bông no, anh em thấy không, còn anh em đẩy xuống vậy mấy dòng máy khác cứ ngay giữa đẩy lên xuống gì nó cũng vẫn là no hết, còn cái này nó khác,
này cứ để ngay giữa là nó no, còn đẩy lên đẩy xuống là cái lưỡi nó quay ngược quay xuôi, cho nên nó thiết kế đảo lưỡi là vậy đó. Đó, còn em đưa qua đưa lại là tới lùi thường thường hết đó. Này cái màu đỏ này là lùi rồi, mình sẽ giật con máy này cho anh em xem công tắc này, anh em nhớ nha, công tắc cái này kìa nè, anh em để giờ anh em bẻ qua không được nè, đó anh em nhấn xuống là xây qua là buông ra là nó dính luôn, còn lúc mình tắt thì mình cứ nhấn xuống đó, vậy là nó quay qua. Còn lúc lúc đề đó, lúc đề thì mình muốn giờ nhắn không được nè, anh em để qua mấy đề nhắn đề được thì mình sẽ giật trước cho anh em xem. Vậy hồi mình đề nha, mình thấy không không biết nữa, là mình để ra mình giật cho. Rất là nhạy. Nó dùng máy rất nhạy. Nè, tắt ở đây đèn tắt kìa. Đúng rồi. Nó thấy không? Nó tắt máy rồi đó. Rồi, đấy đây. Máy này thì khỏi nói rồi. Nó mình cầm mình giật tay. Rất là máy này thiết kế nói chung là nó vừa nhạy. Nói chung máy mới không khác gì con máy mới. Mình đề cho anh em xem nè, đưa qua đây thấm đề nè, nó chạy đó, thấy không? Đó, thấy không? Làm gì à? Tắt nha, rồi mình đề lại nha, đề lại cho anh em xem nè, nhấn nút anh em thấy rõ không, nhấn nút nha, bấm là chạy, bấm chạy thôi. Rồi mình sẽ khởi, đầu tiên mình sẽ khởi ba cho nó đi cho anh em xem nè, qua số 1 nè. Đó. Nó đi tới, mình chạy ra nhỏ thôi, từ từ. Còn lùi lại qua đây. Đó, thấy không? Để mình để. Đây. Để mình để cái camera. Để camera em mình quay ra, để tại chỗ mình quay cho anh em xem rõ chút ha. Nước này không thấy rõ nè, em lưu ý cứ từ từ để ý con máy, thì mình cài máy thì mình phải theo dõi là nó có phù hợp với con máy công việc của mình không. Rồi được rồi, rồi mình sẽ chạy đi tới đứa đầu tiên mình đi cho anh em xem nó này. Số 2 lẹ hơn nè, nó sẽ đi lẹ hơn này, quay nè, anh em thấy quay thoải mái không đó. Mình sẽ đi số 1 ra chậm thôi ha, còn em đưa cái này là không quay được nha, đưa cái này là nó sẽ giữ đứng như hàng luôn, còn đó, như vậy là mới quay được nè. Rõ không? Là số lùi. Còn cái lưỡi mình nói nãy quay, nãy mình nói ngược xuôi đây, là mình kéo xuống cho anh em xem nha. Đây. Đó, nó quay tới ra, đẹp thấy không? Còn quay ngược đây, quay ngược đây, hay là thấy động được không? Không biết có thấy không nữa, để mình xem lại còn có thấy không nè, để mình nói thấy không hoài đó.
thấy có thấy không? Để gần gần đây tí nè, mình khởi động ở trên thôi nha, chứ mình có một tay mà không quay ấy được đâu. Đó, nó đang quay lùi, còn gặp xuống, đó, gặp xuống hơn, nó quay tới, nó đảo lưỡi. Còn muốn đi vừa lưỡi vừa xế luôn. Vì đây mình thấy nó đi tới không, là lưỡi quay tới mà nó vẫn đi tới luôn. Còn đi lưỡi quay lùi mà nó đi tới đó, anh em thấy không, quay quay ngược lại thì đi tới. Số lùi đây, số lùi là lưỡi không quay nha, chỉ đi tới thôi. Rất là, nói chung là linh hoạt lắm, nói chung là máy này xài rất là khỏe. Rồi chỉ là đại khái những cái thao tác vậy đó, đại khái thao tác như vậy cho anh em tham khảo thôi, chứ chạy lâu thì nó cũng vậy thôi. Nói chung là mình mua bán chuyện nào ra chuyện nấy. Giờ tắt máy ha. Đó. Anh em lưu ý bây giờ mình nhấn nút đợi không được nè, là lý do mình đã tắt máy, nó ngắt nguồn điện. Thì mình đưa qua đây là bắt đầu đợi. Anh em thấy không? Rồi còn giật thì khỏi nói. Đó. Giật thì khỏi nói, giật thì nó nếu mà đời nó nhẹ như vậy là giật là nó chắc chắn anh em kéo qua tua nó chạy thôi. Giống như xe Honda mà nhiều khi cái bình nó yếu quá, mình đề không được, mình đạp, mình đề nó không chạy mà đạp nó chạy đó, thì nó như vậy. Đó, thì mình cũng nói cũng bao quát cái con máy này cho anh em rõ rồi. Thì anh em nào có nhu cầu, mình nói rồi ha, mình nói nhiều lần cái này, một là không nhắn tin, muốn mua thì phải gọi rõ ràng để mình tư vấn cho nó phù hợp con máy cho anh em sử dụng, phù hợp con máy anh em sử dụng. Còn nếu mà mình lúc mà mình thấy nhất trí đồng ý hết á, rồi sẽ mua bán nó, mua bán cho nó, nói chung là điều hợp lý, điều có lợi cho nhau đó. Đó, lúc mà chốt thì anh em cố gắng, nói thật sự ra mình cố gắng là mình là người lớn. Nói thật sự mình là người lớn thì mình chốt theo cái kiểu người lớn. Đừng có kiểu theo cái kiểu mà trẻ con đó. Có những người mặt mày tướng tá thì nhìn thấy rất là lớn, rất là chuẩn, nhưng mà tới chừng giấu cuộc lại cái lời nói nó thua trẻ con nó thì nó mất cái giá trị. Còn lúc mình mua hoặc là mình tham khảo gọi chơi nói chuyện chơi thoải mái rồi để tính lại hay là gì đó, lúc còn thì lấy, còn không còn thì thôi, không còn thì chờ con khác, chứ không nên mà chốt vội hay là cứ kêu để đó để tôi chuyển khoản, hoặc là để đó cho tôi đó. Thì tại vì cái phần chuyển khoản, mình nói tới chuyển khoản, mình nói cho anh em biết như vậy nè, cái giá mình báo ra ở đây là cái giá báo tại cửa hàng đó, báo tại cửa hàng anh em nhớ nha, tại mình bán cả nước, giao tận nơi, tận cái địa chỉ cho anh em, giao tới nhà cho anh em là cái giá cửa hàng, chứ mình không có báo cái giá mà tới tay anh em, tại vì anh không biết anh em ở đâu, không biết cái chi phí nó tới đâu, là mình không có báo giá cái đó, cho nên mình báo giá cửa hàng. Còn cái lợi của anh em là cái lợi như vậy, nói chung là cái lợi cũng cái lợi chung, nhưng mà nghiêng về anh em nhiều hơn đó, là như vậy. Đó, ví dụ như một con máy, ví dụ mình báo cái giá tại cửa hàng rồi, anh em nếu mà tin tưởng lẫn nhau, không có cái gì, nói chung là không có nghi ngờ hay nghi ngại gì đó, nếu anh em nói chung là thoải mái chứ không có gì hết. Còn anh em nếu nghi ngờ thì nó khác nữa, còn không nghi ngờ đó, một là anh em chuyển khoản cho mình đủ con máy, mình sẽ báo máy, báo giá máy thì mình sẽ bao cái phí tới nơi cho anh em đó. Còn nếu mà anh em có không tin tưởng, nói chuyển khoản sợ mất tiền á,
nó mắc, nói chung là tiền nó mắc 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 ở đâu chứ cái chỗ cửa hàng mình là không có mắc, mà cũng không có mắc con ốc nào mà không có cái máy nào mà khác ngoài anh em chốt hết. Mình tại mình bán đây anh em cũng từng biết đó, mình bán từng con máy, nó kiểm tra toàn bộ từng con máy nó, chứ không có cái chuyện mà cái tiền của anh em bỏ ra mình rất là tôn trọng, tôn trọng để mình bảo vệ uy tín của cửa hàng mình, chứ cái tiền nó không có mua được thì tất cả những cái gì mình nói đâu. Thì cho nên anh em cứ suy nghĩ kỹ, cái đó là có lợi cho anh em thôi. Còn cái phần mà anh em á muốn, mà anh em muốn cho máy tới nơi thu hộ thì lúc đó mình sẽ tính phí. Nó nói thật sự ra mình sẽ tính phí, muốn thu hộ tới nơi thì thu, nhưng mà mình sẽ tính phí, mình nói rõ ràng. Chứ không phải là có anh em nghĩ là gài hay là cái gì vô đó để chuyển khoản để rồi để lấy tiền. Nó thật sự ai lấy hay là ai làm gì làm, chứ mình không có biết gì cái vấn đề đó. Nói chung là cái nào nó ra nấy, chuyển cũng được mà không chuyển cũng được, nhưng mà có chuyển thì có lợi cho anh em, mà nó đỡ cho công việc bên mình đi tới lui lấy tiền, với lại là cái chi phí để thuê người ta thu hộ đó. Thì nói chung cái mặt mọi thứ đều là có phí hết, cho nên mình sẽ chiết khấu những thứ đó, mình dồn lại, nó có lợi cho hai bên là chuyển khoản thì nó như vậy. Chứ mình nói rõ vấn đề đó, chứ không phải mà nói còn anh em sợ mất tiền hay là gì, không tin tưởng hay là gì đó, thì anh em cứ cho máy đi tới nơi thì thu tiền cũng được, nhưng mà lúc đó thì cái phí chi phí nó sẽ cao hơn cho anh em thôi. Rồi anh em lưu ý nhìn con máy, nãy giờ mình nói chuyện thì mình quay cũng rất là kỹ, thì anh em cứ coi kỹ những cái chi tiết, những cái lời nói hay là cửa hàng của mình. Nói thật sự nè, mình quay chỗ cửa hàng cho anh em xem nè, cái bảng nè đó, anh em thấy không đó. Anh em thấy rõ ràng không đó, cho nên không có cái chuyện gì, có địa chỉ rõ ràng của cửa hàng đó, mình làm ăn nó có giấy phép kinh doanh rõ ràng, chứ không phải mà cái chuyện mà lung tung muốn mua bán hay là gì đó thì làm giống như anh em vậy thôi. Nói chung là chứ còn cái bọn lừa đảo lừa gạt cái tụi đó thì nó khác rồi, mình không có biết, mình không có nói gì vấn đề đó. Ai làm sai thì sẽ hưởng hưởng cái hậu quả sai thôi, còn cái chuyện đó nó sống nó không tới đâu. Rồi anh em lưu ý cái máy này là cái máy lốc nhôm nha anh em đó, chứ không phải, anh em không có nên so sánh đó, không so sánh với cái lốc thường thường anh em thấy máy thùng phi đó, thì cái lốc ở đây nó lốc sắt nó, thì anh em nghĩ cái lốc của nó cái giá trị cái lốc của nó là nó cao hơn nhiều so với cái lốc sắt, nó lốc là lốc đổ nguyên khối nhôm luôn, cho nên anh em xài thoải mái không có sợ gì hết. Nó nhớt thì nó xài nhớt 90, nhớt dẫn zin ở trong máy nó còn luôn. Mình nói chung máy này mình chưa có đụng tới gì thế. Thì anh em nếu mà có duyên có xem được cái clip này thì anh em cứ xem kỹ tới lui coi nó có phù hợp với công việc mình không, còn phù hợp thì gọi lại cho mình. Con máy này thì mình báo giá với anh em là tại cửa hàng con máy này cái giá 10 triệu đó, 10 triệu mua được con máy này như mua được con máy mới. Nói thật có duyên máy bãi nó có duyên mới gặp được mấy con như vậy thôi. Anh em thấy không? Mấy cái lớp số của nó vẫn còn này. Cái thông số lớp vẫn còn. Mà nó còn ở trên gai này nè, chứ không phải là còn ở đây. Ở đây thì mấy chỗ nào cũng vẫn còn. Nhưng mà ở trên gai này ý nói là nó chưa có cái độ mòn nó vẫn chưa có gì. Vẫn còn tốt cái lớp. Nó không khác gì mà một cái máy mới hết. Đó. Mình nói mới đây á, không khác gì con máy mới, là mới này mới chất lượng nha, còn cái bề ngoài hình thức bên ngoài á là nó hơi kém hơn máy mới một chút, là lý do là đồ bãi. Đó, tay này nè, anh em thấy không? Zin toàn bộ hết. Đó, anh thấy là zin hết. Không có cái gì mà sơn tốt gì lại hết, đảm bảo. Rồi. Thôi
chúc anh em xem tới xem lui coi nó phù hợp không. Còn nếu mà phù hợp, mình có báo giá rồi đó, nếu phù hợp thì gọi cho mình, lúc đó anh em mình tính cách nào thì mình phân tích ra rồi đó. Đó, tính cách nào anh em thấy có lợi hay cho mình nhất. Nó còn cái chuyện mất tiền hay là cái chuyện đó anh em bỏ qua, không có cái chuyện nào mà đối với ai mình nói rồi. Với đối với cửa hàng mình là không có cái vấn đề gì, anh em không có, đừng có suy nghĩ cái chuyện mà mất tiền hay là gì. Mình làm ăn không có gì như vậy đâu. Nó thật sự ra dân làm ăn mọi thứ không phải riêng mình ai cũng vậy. Rồi mình không nói nhiều cái phần tiền, còn cái đó tùy anh em thôi. Anh em dùng cách nào hay cần cách nào gì đó thì cứ gọi anh em mình trao đổi thêm cái đó. Nhưng mà chốt phải chốt người lớn đàng hoàng nha, chứ không có kiểu chốt cái kiểu trẻ con. Nếu mấy người đó điện lại mất công là mình nói rồi xấu hổ mất công lắm. Thôi chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em luôn vui vẻ nha.